Chào cả nhà. Hôm nay mình đổ bánh khọt. Bánh khọt tại nhà. Bên đây muốn ăn là phải lăn vào bếp. Thèm món gì thì phải tự vô bếp mà nấu ăn thôi. Con chơi nó đi, má ra đổ bánh khọt cho con chút cho con ăn. Ở đây mình sử dụng cái bột hương xưa. Cái bột này rất là tiện nè, theo hướng dẫn của người ta ở đây là vừa đổ bánh xèo mà đổ bánh khọt được nữa, bột trộn sẵn. Bây giờ người ta bán các loại bột như thế này rất là tiện lợi. Và cái loại bột này mình rất là thích, hiệu Miko đã trộn sẵn ở trong này nè. Bột này thì đổ bánh xèo rất là ngon, nhưng mình chưa có đổ qua bánh khọt để mình thử làm cho. Thì nhà mình ít người ăn đó, và mình cũng không có muốn làm nhiều quá mà để dư qua ngày hôm sau, cho nên ở đây mình làm nửa gói bột này thôi. Má đổ bánh xèo cho con ăn qua rồi, ngon đúng không? Nhưng mà chưa đổ bánh khọt. Bánh khọt là nhỏ nhỏ dễ thương như thế này nè, con chưa ăn qua đâu. Để má làm cho con chút con ăn nhé. Thì mình cứ theo cái hướng dẫn ở đây. Một có nghĩa là một bịch bột này và một lít nước. Thì cái đây mình có nửa gói thì mình cho nửa lít nước vào trong cái bột của mình. Thì bây giờ mình cho cái nước của mình vào đây là nửa lít vào nửa gói bột này ha. Còn gia đình ai mà làm nhiều một gói này thì mình cho một lít nước theo cái hướng dẫn ở trên cái bịch bột của mình. Đây mình cho nửa lít nước. Tại vì chán cái đi đi đó mà. 250 rồi, nửa lít nước của mình, hai cup này. Đây mình có cái ly đông rồi, rất là tiện. Rồi quậy cái bột của mình lên thôi, cho nó đều với nhau. Bột này bây giờ người ta trộn sẵn hết, làm như thế này rất là tiện lợi cho bà nội trợ vào bếp, nhất là những bạn trẻ. Những bạn trẻ thời nay đó có gia đình thì vào bếp cũng tiện lợi và dễ dàng hơn trước kia nhiều. Còn trước kia cái thời mà ông bà ta đó, hay là ba mẹ đó, cái thời đó thì cũng còn hơi cực một chút xíu, muốn ăn cái món gì đó là cũng phải rất là công phu. Bột rồi phải đi xay bột rồi làm rất là nhiều thứ mới ra được cái món ăn của mình. Còn bây giờ rất là tiện lợi, những cái nhà sản xuất này đã giúp mình làm những cái điều đó hết rồi, và cho sẵn vô một bịch như vậy đầy đủ hết. Trong đây người ta cũng có hành khô trong đây nó đầy đủ hết rồi. Rất là tiện lợi. Cho vào đây khoảng một muỗng cà phê dầu ăn vào trong bột của mình. Rồi bắt lửa lên nè, cho lửa nóng lên. Đây mình có cái khuôn đổ bánh khọt nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. 7 cái, 2, 4, 6, 7 cái. Cho cái khuôn lên bếp. Và bánh khọt này thì mình đổ trên cái tôm ha. Đây mình cũng có một ít tép để mình bỏ lên trên cái bánh á. Tại vì cái bánh mình, cái này khuôn cũng nhỏ nhỏ đó, thì mình sử dụng cái tép nhỏ nhỏ thôi cho nó vừa.
Còn ai mà đổ cái bánh bự thì mình có thể sử dụng tôm. Rồi mình cho dầu ăn ra cái chén này. Rồi ở đây mình có một cái brush, cái này gọi là cái gì? Gọi là cái gì? Cái brush, cái quẹt dầu lên đó để cho nó không có dặn lửa xuống số 4. 4 giờ là được. Cho quét lên cho nó đều á. Đều dầu trên cái khuôn hết. Rồi. Mình sử dụng cái cấp này cho nó tiện. Đậy nắp lại một tí, đợi khoảng chừng một vài phút ha. Mình dỡ nắp kiểm tra thử, cho một cái con tôm vào đây, con tép, tôm tép gì đó. Cho lửa xuống vừa nè. Cũng sắp được rồi. Trên đây một ít dầu. Lên lớp trên bánh là một cái dầu. Xung quanh cái khuôn ở trên đó cho nó vàng cái lớp trên và nó được chóc cái bánh mình cho nó ngon. Chắc vào đây cái xíu dầu ăn xung quanh ở trên cái viền đó nó. Cái khuôn này của mình nó cũng tương đối là mới. Mà bánh xèo hoặc là mấy cái bánh khọt mà cái khuôn mới thì đổ nó cũng hơi bị dính một tí xíu. Khi mình thấy cần dầu thì mình cho thêm dầu ăn. Ừ.
còn được rồi thì cho ra. Cứ như vậy rồi mình đổ cho tới khi hết cái bột của mình thôi. Đậy nắp lại một tí. Nên những cái cạnh cạnh này rất là vàng giòn. Cạnh này chiếc này rất là thích này. Vậy mà chiên thôi, cái nào được thì mình lấy ra. Cái này nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi đây bột để mình pha lại khi mình đổ thì nó đều với nhau đó. Mấy cái đầu thì hơi khó một tí thôi, mấy cái sau á nó cái khuôn của mình nó đã đủ dầu ướp rồi đó, đủ trơn thì rất là dễ, thì rất là nhanh. Đầu thì tại vì khuôn nó cũng còn mới cho nên nó cũng hơi khó một chút xíu, hơi dính bột. Dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh.
đổ quen một hồi xong rồi nó rất là nhanh ha. Rất là dễ thương. Đổ bánh này thực sự cũng rất là nhanh, có lâu đâu, có cực mấy cái đầu để cho nó dính nha. Cái khuôn của mình nó chưa có được trơn chui á, nó dễ bị dính bột một tí xíu, nhưng sau đó rồi á thì mình đổ rất là nhanh nè. Nhìn ngon chưa? Cái món bánh khọt này ở Việt Nam mình á là có tiếng là ở Vũng Tàu, đây là bánh khọt Vũng Tàu đó. Khi nào mà thường đi xuống Vũng Tàu chơi á là hả ghé ăn đó để kiếm cái bánh khọt đó để ăn. Mà bánh khọt ngon hay không là cũng nhờ một phần vào nước mắm nữa, nó cũng quan trọng lắm. Mình đổ xong cái phần bánh khọt của mình rồi, mình làm tới nước mắm. Nước mắm để ăn chung với bánh khọt. Giờ làm cái phần nước mắm tỏi ớt. Nước mắm chua ngọt của mình để ăn chung với cái dĩa bánh của mình. Tỏi nè. Tí xíu ớt, chanh, chanh trước đi. Đấy, cầm cái tỏi của mình ra. Một đường, một nước mắm, một chanh và bốn nước sôi để nguội. Ok. Giờ ở đây mình sử dụng thêm maple syrup. Cái này là thay thế đường thôi ha, cũng giống như đường thôi, không có gì khác cả. Cho thêm một muỗng maple syrup nè. Mình làm nước mắm nhiều ra một chút đi cũng không sao, dư còn hơn thiếu. Thường mình làm đồ ăn mấy cái nước chấm là vậy, dư còn hơn thiếu. Rồi cho nước vào đây. 1, 2, 3, 4. Và một chanh nữa.
mắm của mình ngon rồi đó. Như vậy là được rồi. Là mình sử dụng một đường, tỷ lệ một đường một mắm và bốn nước lọc á, hoặc là nước đã đun sôi. Nước mắm thì mình sử dụng nước mắm ngon Việt Hương, và chanh thì sử dụng 2 muỗng chanh, một đường một mắm một chanh và 4 nước. Rồi mình cho tỏi ớt vào thôi. Đây, phần này thì mình múc riêng ra đây vì không cay, cho bé ăn không cay. Cho tỏi vào, tỏi và ớt vào. Phần chanh này của mình nó mà muốn cho đẹp đó, cho cái nước mắm của mình đẹp đó, thì mình cắt cái phần này, cái phần muối chanh bỏ vào trong. Rồi xong, hoàn tất. Đây là nước mắm không cay của chất này. Đây là nước mắm cay của má má. Đây có cái gì đây? Một cái cay. Một cái ác, cái tạo. Má má nghĩ là thích này sẽ thích cái món này á. Ok. Anh đi chị ra ao. Đũa cho con, muỗng cho con. Đũa và dĩa. Anh giết cái cháu nghèo, giết cái cày nữa. Cái gì? Rồi để mình thử cái phần bánh của mình cái thôi. Con chọn cái nào? Cái này. Cái này hả? Cái gì? Okay. Cái gì? Cái gì? Cái nào? Cái nào? This one. Cái gì mà? Ok, cái này. Để má. Cái gì? Cái này là không tôm à? Con không thích ăn tôm à? Ok, thì má ăn giùm con cái tôm. Thích ăn bánh không? Má làm hai nhé. Chắc con làm hai cho con nha. À, con muốn để nguyên cái gì con cắn? Trái gì trái chè cháu. Nguyên cái gấp cắn. Ok, mama cho một miếng nước chấm vô. Chà ao. Rồi, con gấp ăn đi. Ao hay cào cắt bên cào. Cắt bên cào cơ á. Ngon hay không ngon, thích hay không thích? Nói cho má má nghe. Đây. Chấm vào nước mắm. Ngon. Cái bột này người ta pha rất là vừa ăn. Nó có cái độ béo nhẹ, thơm nhẹ của dừa. Ăn hả con? Cái vị thơm và vị béo của dừa vừa ăn, không có quá ngán. Cao béo là Ngon quá.
cái lớp ngoài, cái viền ở ngoài hơi hơi xém xém vàng một tí xíu á, ăn vô mình cảm thấy nó hơi giòn giòn một tí xíu. Ngon không? Ngon không? Ngon thích không? Thích bữa này đúng không? Thôi về chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Nhớ chia sẻ và đăng ký kênh để vào bếp chia sẻ với nhau nhiều cái món ăn khác. Ai có bí quyết nấu cái món ăn nào ngon thì chia sẻ với mình, hoặc là viết ở dưới cái bình luận ở dưới để góp ý, hoặc là chia sẻ thêm với mình ha, cho mình biết thêm cái ý kiến. Rồi cho con cái này nha, chấm vào trong nước mắm nè. Không có tôm à? Quên. Ok, không ăn tôm, cũng không thích ăn tôm. Thích rồi ha, thích, mình thích món này rồi ha. Ok, chào cả nhà. Chào cả nhà.